Hello, xin chào tất cả anh em. Và hôm nay bắt đầu ngày thứ 17. Và ngày hôm nay mình sẽ quyết định là bơi. Và mục tiêu hôm nay sẽ là đốt tầm khoảng 300 calorie các bạn nhé. Và hôm nay các bạn sẽ bơi cùng mình. Mình đang ở Nguyễn Xiển. Mình có thể bơi thì có thể qua Nguyễn Xiển bơi cùng mình nhé. Ok, get go. Ta trên con đường chinh phục chính mình, không đầu hàng ta sẽ vượt qua nghe lời biếng con quỷ hèn nhát trong ta. Trên đường vinh quang ta đi có những đồng đội bên cạnh để tiếp thêm cho ta những sức mạnh vô hình, giúp ta vượt lên tất cả chiến thắng trong từng khoảnh khắc để ta được khoác vai nhau trên đỉnh vinh quang. Yes, vậy là đã kết thúc ngày 17. Trong buổi bơi ngày hôm nay, mình bơi được hơn 30 phút và cũng như là được 575 m. Và chúng ta tiếp tục hành trình tìm lại 6 múi và để trở thành một chiến binh kick sport MMA các bạn nhé. Yes, đón chờ ngày thứ 18 của mình nè. Ok. Yes, và đây là kết thúc buổi bơi của mình ngày hôm nay.